Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ thức tỉnh cây MSG90bits. Các bạn có thể quay cái mảnh thức tỉnh trong cái vòng quay mới. Thì rất nhiều anh em đã có khẩu MSG90bits, nhưng dạo gần đây thì những cái khẩu Thompson VIP hay là RBK VIP lên level 2 rất là nhiều. Nên anh em rất là phân vân, cứ inbox hỏi nên chọn khẩu MSG90bits hay là những khẩu khác. Thì các bạn đã lỡ tay múc khẩu này rồi thì ok, không sao. Bây giờ chúng ta có thể lên level 2. Khi mà các bạn lên level 2 thì nó mạnh hơn cũng rất là nhiều. Nó có một cái skill đặc biệt, nó phải gọi là sấy cực kỳ là dã man. Mình cũng thích về khẩu này, nhưng một cái điều đáng lưu tâm là cái khẩu này nó không sấy với lại farm quái tốt bằng những cái khẩu khác. Nhưng đối với boss thì nó cũng cân tốt. Mà nếu các bạn đi AI thì cây này cũng đủ đáp ứng rồi. Những cái khẩu kia thì nó ngon hơn một tí thôi. Nhưng nếu mà các bạn lỡ mà múc cây này rồi thì sau khi các bạn nâng lên level 2 thì thực sự là nó mạnh hơn cực. Rồi thì cái mảnh thức tỉnh này thì arc này đã đặt mua trước cái khẩu M4 quái thú vô hình. Nhưng nó ship tận 3 món luôn. Đó chính là đua TMP và 30 mảnh này. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện thức tỉnh và vào cái chế độ gì ta? Chế cái boss mới để test dam cho các bạn xem nhá. Rồi bây giờ cái giao diện thức tỉnh nó cũng khác hơn bình thường. Đấy. Khẩu này thì thức tỉnh lên thì nó phải gọi là bá con nhà bác đạo rồi. Anh em khỏi phải bàn đi. Trời ơi, nhìn là biết đẹp đẹp gái rồi. Cần gì? Rồi, chúng ta sẽ cùng vào test boss. Boss này là boss rồng ba đầu, mà nó dịch ra là Gorilin gì, gì đấy, mình méo biết cái tên xấu vờ lờ ạ. Rồi chúng ta hãy gọi nó là rồng ba đầu đi, chứ cái tên của nó chất quá, biết phải làm sao, mất hình tượng của game luôn. Ok, cái cách đi boss này thì hồi trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn đi rồi. Rồi boss này, ui rồi mới vào cái có cái intro luôn. Intro giới thiệu về boss luôn. Rồi ok, thì chúng ta hãy đứng sát sát bên này rồi. Boss này thì các bạn nên bật cái gì ấy, cái cỏ hồn ạ. Các bạn nên bật chế độ bắn auto và ngồi và thưởng thức em nó sấy thôi. Chứ đừng có bắn bằng tay thì nó rất là mệt. Đấy, bắn bằng tay thì nó mệt hơn rất là nhiều. Mình thì mình đi boss thì mình thích auto thôi. Đấy, anh em bắn cái boss này thì anh em cứ đứng sát sát vào đây là được. Cái này hình như là chưa có cái kỹ năng là sấy liên tùng tục. Đúng rồi. Từ từ. Ủa chết bá rồi. Quên né. Mình đang xem cái kỹ năng sấy liên tùng tục. Kỹ năng đấy thì các bạn có thể bật lên mà sấy, hình như cái này nó chưa có được chưa được update lên nên chưa có kỹ năng sấy đấy. Chắc các bạn phải đợi những cái phiên bản update tiếp theo thì mới có được. Chứ bây giờ thì chỉ có nó bắn trâu bò hơn thôi, chứ chưa có cái kỹ năng đấy. Nhưng không sao, bây giờ nó cũng rất là mạnh rồi. Nó cũng rất là đẹp dai. Đẹp dai thì có gì sai. Đây là chưa có thiên phú nha. Khi mà có thiên phú nữa thì anh em sẽ hiểu đam nó bá đến cái cỡ nào. Đấy, đứng sát sát vào đây là nó sẽ không sao. Những cái pha đầu thì nó bắn kiểu đấy thì các bạn phải né thôi. Chứ còn bình thường như thế này, đến những cái giai đoạn mà như thế này thì what the fuck, sao mình pha đấy mình dãi nhỉ. Những pha đầu là không nên đứng sát làm gì, pha đầu đứng giữa thôi, không nên đứng sát đấy. Còn những cái pha sau thì các bạn nên đứng sát một bên thì sẽ không sao. Mình chơi lâu rồi mình chưa bắn cái boss này nên hơi ngáo một tí, các bạn thông cảm. Những ai đi boss này nhiều thì sẽ biết được cách né thôi. Đấy, những người chơi bên CM China thì nó phải gọi là như cơm bữa rồi. Không cần nói nhiều. Vào đây là đứng vào vị trí và sấy thôi. Chứ còn mình thì mình đi khác, còn phải học hỏi nhiều. Mình thì lâu rồi mình chưa chơi, rồi làm cái gì đấy các bác. What the hell? Cái gì mà nó lên level 2 luôn rồi này. Đấy, nó đứng sát lại đấy. VL boss thì nó có hai chế hai hai lần đấy, một lần là nó sẽ gì ta. Ui mình quên 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 rồi ơi, đứng sát sát vào
mình tự dưng ấn nút nút ngồi đấy, các bạn thấy chưa, phải gọi là sấp mà vào đứng đây thì sẽ không sao đấy, thả đi sấm sét đường nào tôi cũng sống thôi đấy, các bạn thấy không ạ, mình hơi ngáo một tí, mình test thôi mà cũng phải là ấy đâu, các bạn vận dụng tốt một tí thì sẽ không chết đâu, mình thì ngáo quá đấy, ngáo thì cứ xác định thôi, đam vào người như thế này thì biết làm sao, có mệnh và cờ lờ ạ. Cây này mà đi boss thì nó bá rồi, không cần nói nhiều. Sau khi mà nó được nâng thêm cái skill và sấy liên tục thì các bạn phải gọi là những cái VIP khác phải gọi nó là bằng cụ ý. Rồi nói cho nó pro, cho những anh em có sở hữu những cái khẩu khẩu này nó ấy một tí. Ơ sao rồi, tắt vào không được này. Boss này thì bây giờ chỉ có 3 quả bom. Đấy, 3 quả bom thì các bạn có thể... À, 2 quả chứ. Đây mới là boss thường. Sau này nó ấy lại mới có thêm phát nữa. Và những cái khẩu bom khác. Rồi, anh em đâu bắn mình. Rồi, những cái lúc mà đóng băng thì có thể là giúp đồng đội bằng cách bắn vào người chúng nó. Đấy, bắn vào quả cầu ấy. Bắn quả cầu ấy. Trời ơi, đấy, bắn vào quả cầu thì nó sẽ không nổ. Và không nổ thì chúng ta sẽ không mất tiếp. Đấy các bạn thấy không ạ? Bây giờ mình bình an vô sự. Cứ đứng vào chỗ này là ok thôi, không sợ một con đằng nào. Và bật auto lên, chúng ta hãy thưởng thức. Vẫn có thể chết nha, tại vì cái này còn lag rất là ảo lòi. Đôi khi nó đứng ở ngoài nó vẫn giết được mình. Đấy, cái skill mà nó ở bên ngoài có khi này nó giết được mình nhé. Lâu lâu ấy như thế. Đấy, đứng vào đây thì cứ đứng và bật auto lên và ngồi và thưởng thức thôi. Đôi khi anh em muốn cày cái này thì cũng dễ thôi. Cứ đến những giai đoạn như thế này, đoạn đầu thì nó sẽ vứt cái vòng xoáy nên các bạn phải tránh. Còn đoạn sau thì nó đơn giản hơn. Đoạn sau thì các bạn chỉ cần đứng vào đây là ok. Đoạn đầu mình hơi bị quên, đáng đoạn sau chứ. Đoạn đầu là phải di chuyển nhiều hơn để tránh mấy cái đấy thì di chuyển dễ mà, dễ òm không à. Còn cái này thì càng dễ hơn nữa. Các bạn đứng chỗ nào nó cũng dính đam thôi. Các bạn đứng sát vào đây là sẽ không sao. Đấy, như này các bạn cứ thả như thế. Và các bạn làm việc gì thì làm. Rồi, lâu lâu thì bị hên xui thì bị đóng băng. Đấy, đóng băng thì nó chọn hên xui thôi. Đấy, anh em thấy có bá đạo không ạ? Đứng chỗ này thôi, bất tử con mẹ nó rồi. Đấy, anh em thấy nãy giờ mình có chết đâu. Thì qua lúc đầu mình không nhớ thôi, lúc đầu mình cứ nhớ là đứng sát vào bên kia, đứng sát vào hai bên. Hồi đầu mình bắn CM mình cũng hay chơi như này. Sau rồi lâu rồi chưa bắn. Boss này chắc là quá lâu rồi, 1 năm rồi mình chưa bắn từ cái lúc mà nó ra đấy. Từ cái lúc mà nó ra thì mình... Ủa, chết nhầm. Đứng sát vào. À, nó sấy như thế thì các bạn phải đứng sát mỗi lần nó ra kill thì các bạn đứng sát vào một tí nha. Tại vì nó áp sát dần đấy. Kiểu như áp sát dần, các bạn có thể thấy lúc nãy là nó ở bên kia mà nó bắt đầu áp sát lại gần mình là như thế là mình dễ chết lắm. Thấy những thanh niên nào mà không để ý, chỉ cần dính một tí đam của nó thôi là mình đã ra đi rồi. Đấy, thì như vậy thì mình đã kết thúc cái buổi cái clip và hướng dẫn chết nhầm thức tỉnh cộng một chút gì đấy hướng dẫn thôi. Hướng dẫn thì chắc là ai cũng biết rồi. Những anh em chơi bên CM9A thì hồi đấy mình cũng có clip hướng dẫn rồi. Hồi đó thì chơi nghiện nên hướng dẫn kỹ hơn. Bây giờ lâu rồi chơi lại ngáo ngáo. Ok thì khẩu MSG này nó rất là mạnh. Nên anh em cũng yên tâm đi chứ không phải sợ đâu. Sau này nó nâng lên có cái skill mà sấy liên tục ấy thì nó bá lắm. Những ai không biết cái skill đấy thì hãy xem những cái clip cũ của mình thì mình có đấy. Hồi đầu thì chưa có nhưng hồi sau thì có rồi. Nó sấy ác lắm. Nó sấy như kiểu A12 VIP ấy. Rồi thì nhiên RPK VIP ăn mình rồi. Chắc là mình ngáo quá. Chứ không thì còn lâu. Rồi ok thì không nhận được cái mảnh bom flash nào hết. Đen. Chào mình sẽ kết thúc clip đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Rồi bye bye các bạn. À để so sánh nhá. Với lại những cái khẩu khác vui xem như thế nào. Rồi dĩ nhiên đam phải ăn đứt rồi. Cái gì cho đam là phải ăn đứt anh em ạ. Rồi tốc độ nhẹ.
Và bên này thì thực sự là thay đạn nhanh hơn rất là nhiều. Ghê quá, phông sơn thêm nào. Rồi, phông sơn thì nó yếu quá, nhưng được cái sấy phải gọi là tốc độ bàn thờ. Đấy, thế thôi. Chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.